Dưa hấu không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng mà nhiều bộ phận của quả dưa hấu có thể dùng hỗ trợ điều trị được nhiều bệnh, cách dùng đơn giản nhưng lại vô cùng hữu ích. Theo thăm vấn từ bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt Nga, Bộ Quốc phòng, các bộ phận của quả dưa hấu đều có những tác dụng bất ngờ. Ruột dưa hấu. Theo Đông y, phần ruột có màu đỏ của quả dưa hấu có vị ngọt, tính lạnh, không có độc, đi vào kinh tâm, vị và bàng quang. Ruột dưa hấu có tác dụng thanh nhiệt, giải thử chứ phiền chỉ khát, lợi tiểu tiện, chủ trì các triệu chứng phiền khát do nắng nóng, các chứng nhiệt làm tổn thương tân dịch, tiểu tiện không thông lợi, đau họng và nhiệt miệng. Nghiên cứu khoa học hiện đại cũng phát hiện trong ruột dưa hấu có rất nhiều hoạt chất có lợi với sức khỏe như vitamin A, vitamin C và các hợp chất thực vật khác như citrulline và lycopene vỏ dưa hấu phần vỏ phía ngoài của quả dưa hấu bao gồm phần cùi màu trắng và lớp vỏ ngoài màu xanh đây là phần thường bị loại bỏ khi ăn dưa hấu nhưng ít người biết rằng đó cũng là một dược liệu tốt cho sức khỏe trong đông y vỏ dưa hấu có tên gọi là tây qua bì đây là một vị thuốc có vị ngọt nhạt tính lạnh quý kinh tâm vị có các tác dụng thanh nhiệt giải thử tản nhiệt trừ phiền lợi niệu chủ trì các triệu chứng phiền khát do nắng nóng, tiểu tiện ít, nước tiểu sẫm màu, hầu họng sưng đau, miệng lưỡi lở loét và phù thũng. Vỏ dưa hấu có thể cắt thành miếng nhỏ, phơi khô để dùng dần. Loại vỏ được chế biến tốt khi phơi khô sẽ mỏng, vỏ ngoài có màu xanh lục, còn mặt trong vẫn gần như giữ được sắc trắng. Hạt dưa hấu Hạt dưa hấu có tên gọi trong đồng y là Tây Qua Tử Nhân nhiều người đã tìm hiểu và biết đến các tác dụng chữa bệnh của loại hạt này. Vì vậy, đây chính là một thứ đồ ăn vặt thường dùng hàng ngày ở nước ta. Theo đồng y, hạt dưa hấu có vị ngọt, tính bình, quy kinh phế và đại trường, có tác dụng thanh nhiệt hóa đàm, hòa trung nhuận tràng, thường được sử dụng để điều trị các chứng ho lâu ngày, ho ra máu, đại tiện bí. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng cũng chia sẻ một số cách sử dụng dưa hấu để trị bệnh như sau. Chữa cảm nắng, lấy phần ruột đỏ của dưa hấu, ép lấy nước, thêm một ít muối, uống thay nước hoặc gọt phần vỏ trắng của dưa hấu tươi, cắt thành miếng nhỏ, đun lửa nhỏ lấy nước uống. Hỗ trợ chữa tăng huyết áp Dùng 15g vỏ dưa hấu tươi, phối hợp với thảo quyết minh, dâu ngô, mỗi loại 10g, mỗi ngày một thang sắc nước uống thay trà, dùng liên tục trong 15 ngày. Hỗ trợ chữa đái tháo đường Dùng 1.500g vỏ trắng dưa hấu tươi, bỏ hết ruột và vỏ ngoài, nấu nước đến khi vỏ mềm nhũn, vớt bỏ vỏ, lấy nước uống thay trà, uống thay nước hàng ngày. Hoặc dùng 50g vỏ dưa hấu tươi phối hợp với 20g vỏ bì đao, 15g thiên hoa phấn, 15g ngọc trúc, mỗi ngày một thang, sắc nước chia làm hai lần uống. Chữa ho do phế nhiệt. Dùng cả quả dưa hấu, cắt một lỗ nhỏ, cho vào 50g đường phèn, đậy kín, hấp cách thủy trong 2 giờ. Vừa ăn phần dưa, vừa uống nước, mỗi ngày một lần, dùng liên tục trong 5 ngày. Chữa tào bón, dùng 15 g nhân hạt dưa hấu, giã nát, thêm 15 g mật ong, đun nước nấu trong nửa giờ, mỗi ngày uống một lần, dùng liên tục trong 7 ngày, chữa bỏng và viêm miệng. Dùng 15 g vỏ dưa hấu, 6 g chi tử sao, 10 g bạch thược, 1,5 g cam thảo, 1,5 g hoàng liên, sắc nước, chia làm 2 lần uống, chữa mụn nhọt. Dùng 100 g đậu xanh, thêm 1.500 ml nước, đun sôi trong 10 phút, vớt bỏ đậu thêm 500g vỏ dưa hấu tươi vào, đun sôi để nguội, mỗi ngày một liều, uống thay trà nhiều lần trong ngày, dùng liên tục trong 7 ngày. Chữa say rượu, ăn sống nhiều ruột dưa hấu hoặc ép lấy nước uống nhiều lần. Cũng như dưa hấu đỏ, dưa hấu vàng là loại trái cây lý tưởng giúp bổ sung nước và giải khát cho cơ thể. Dưa hấu vàng có hương vị riêng biệt và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưa hấu vàng chỉ khác về màu sắc và thường có hương vị ngọt hơn một chút so với dưa hấu đỏ. Theo phó giáo sư tiến sĩ Tạ Thị Tuyết Mai, nguyên trưởng khoa Dinh dưỡng bệnh viện Nhân dân Gia Định thành phố Hồ Chí Minh, dưa hấu vàng chứa thành phần có tác dụng chống oxy hóa mạnh là beta carotene. Ngoài ra nó còn chứa nhiều các loại khoáng chất như kali, magie, canxi, sắt và các loại vitamin như vitamin A, B6, vitamin C, có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưa hấu vàng cũng giống như dưa hấu đỏ, có khoảng 92% là nước. Với hàm lượng nước cao, dưa hấu vàng là loại trái cây lý tưởng để giữ nước cho cơ thể. Hydrat hóa đầy đủ là rất quan trọng để duy trì nhiệt độ cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và giữ cho làn da khỏe mạnh. Ăn dưa hấu vàng có thể giúp bổ sung chất lỏng bị mất và ngăn ngừa tình trạng mất nước, giúp cơ thể luôn mát mẻ, sảng khoái giàu chất chống oxy hóa dưa hấu vàng chứa nhiều chất chống oxy hóa bao gồm vitamin c và beta carotin những chất chống oxy hóa này đóng một vai trò quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do trong cơ thể là nguyên nhân gây tổn thương tế bào và góp phần gây ra nhiều bệnh mãn tính đặc biệt vitamin c hỗ trợ hệ thống miễn dịch thúc đẩy làn da khỏe mạnh và hỗ trợ chữa lành vết thương Beta carotene chất tạo nên màu sắc đặc biệt cho dưa hấu, được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, giúp tăng cường thị lực và sức khỏe của làn da. Ít calo giúp giảm cân. Với hàm lượng calo thấp, loại quả này tạo nên một món ăn nhẹ nhàng, hoàn hảo giúp thỏa mãn cơn thèm ngọt mà không cần bổ sung thêm calo. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để kiểm soát cân nặng, cho phép người giảm cân thưởng thức một món ngon mà không cần phải lo lắng về vòng eo của mình. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch Dưa hấu vàng chứa một lượng đáng kể citrulline, một loại axit amin đã được chứng minh là có tác dụng cải thiện lưu lượng máu và giảm huyết áp. Citrulline được chuyển hóa thành arginine trong cơ thể, giúp sản xuất oxit nitric, một hợp chất giúp thư giãn mạch máu, cải thiện tuần hoàn. Ngoài ra, hàm lượng kali trong dừa hấu vàng còn hỗ trợ duy trì cân bằng điện giải và điều hòa huyết áp, hỗ trợ thêm cho sức khỏe của tim mạch, tăng cường chức năng miễn dịch. Hàm lượng vitamin C cao trong dừa hấu vàng rất có lợi cho hệ thống miễn dịch, Vitamin C tăng cường sản xuất các tế bào bạch cầu, rất cần thiết để chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Thường xuyên ăn dưa hấu vàng có thể giúp tăng cường phản ứng miễn dịch, khiến cơ thể ít bị cảm lạnh thông thường và các bệnh nhiễm trùng khác, đặc biệt khi hệ thống miễn dịch có thể bị tổn hại do nhiệt độ và mất nước. Hỗ trợ tiêu hóa, dưa hấu vàng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, rất cần thiết cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp điều hòa nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh. Hàm lượng nước cao cũng hỗ trợ tiêu hóa bằng cách giữ cho đường tiêu hóa được bôi trơn tốt. Ăn dưa hấu vàng có thể giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đảm bảo cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Thúc đẩy làn da khỏe mạnh. Sự kết hợp của vitamin A và C trong dưa hấu vàng khiến nó trở thành một loại trái cây tuyệt vời cho sức khỏe của làn da. Vitamin A giúp sửa chữa và phát triển các mô da, trong khi vitamin C thúc đẩy sản xuất collagen, giúp da săn chắc và trẻ trung. Ngoài ra, chất chống oxy hóa có trong dưa hấu vàng bảo vệ da khỏi các tác hại do ánh nắng mặt trời và các chất ô nhiễm môi trường. Tiêu thụ thường xuyên có thể mang lại làn da dạng rỡ và tươi sáng. Cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu, dưa hấu vàng không chỉ có tác dụng dưỡng ẩm và chống oxy hóa, nó cũng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, góp phần vào sức khỏe tổng thể. Nó chứa vitamin A, B6 và C, các khoáng chất như kali, magie, Vitamin B6 rất quan trọng cho sự phát triển và chức năng của não. Kali và magie rất cần thiết cho chức năng của cơ bắp, duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh. Những chất dinh dưỡng này đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cơ thể hoạt động tối ưu. Đưa dừa hấu vàng vào chế độ ăn uống có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ việc giữ nước cho đến cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết và hỗ trợ sức khỏe của tim mạch. Cho dù thưởng thức riêng lẻ, làm salad trái cây hay làm nước trái cây giải khát, dưa hấu vàng là một lựa chọn linh hoạt và bổ dưỡng giúp cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực.